các bạn, hôm nay mình làm chuối xanh ngào đường nha các bạn. Rồi chuối xanh mình đã chuẩn bị 1,4 kg chuối xanh. Cái này chuối mình mới đốn vô luôn các bạn. Chuối này là chuối nhà. Rồi chuối này là nó già rồi, nó cũng gần chín rồi nha các bạn, nhưng mà nó chưa có được chín. Chín mình làm nó không có ngon. Bây giờ mình đã chuẩn bị thau nước rồi, mình cho muối vô. Mình cho muối với chanh nha các bạn. Nặng mình quậy chuối muối ra rồi mình nặn chanh vô, mình gọt chuối mình bỏ vô, mình ngâm cho nó ra mủ. Mình nặn chanh mình lấy hột ra luôn nha các bạn. 1,4 kg chuối mình sử dụng là 300 g đường cát vàng. Có gừng thì thích ăn gừng thì mình cho gừng vô, còn mình không thích ăn thì mình khỏi cho. Lát gừng mình đâm nhuyễn. Rồi bây giờ mình đi cắt chuối, mình gọt chuối luôn nha các bạn. Mình cắt hai cái đầu nó rồi mình cắt một lần vậy, rồi mình tách chuối ra. Chuối xanh này nó mủ dữ lắm các bạn. Mình gọt vỏ xong mình cho vào thau nước mình ngâm cho nó ra mủ. Mình cứ tiếp tục mình làm như vậy cho đến khi nào hết chuối thì thôi nha các bạn. Rồi đây là chuối mình đã gọt ra xong rồi nè các bạn. Gọt vỏ xong rồi bây giờ mình bào chuối ra. Mủ quá trời mủ luôn. Bây giờ mình bào chuối nha các bạn. Mình bào dài như vậy nè. Mình bào dài, mình bào mỏng vừa thôi, đừng có dày quá. Mình cứ tiếp tục bào cho đến hết phần chuối của mình thôi nha các bạn. Này, đây phần chuối mình đã bào xong rồi nè các bạn. Giờ mình chuẩn bị đường. Này là 1,4 kg chuối, mình sử dụng 300 g đường cát vàng các bạn. Với gừng, bây giờ gừng mình đi gọt ra. Bây giờ mình chuẩn bị cái thau, mình cho 300 g đường cát vàng vô nha các bạn. Rồi mình cho 100 ml nước vô và bột gạo nữa các bạn, 30 g bột gạo. Mình quậy ra cho nó tan đường ra. Mình quậy cho nó tan đường với bột ra hết rồi, bây giờ mình rửa chuối mình bỏ vô nha các bạn. Chuối này nãy mình ngâm chanh với muối nè, giờ mình rửa cái mũ nó nè. Rửa cái mũ vậy nè, rồi xong mình cho vô thau đường với bột gạo vô. Mình rửa như vậy tiếp tục cho đến hết chuối rồi. Mình rửa xong mình bỏ vô rồi mình lắc lắc qua rồi mình vớt ra mình để cho nó ráo rồi mình bắt đầu mình chiên nữa các bạn. Chuối mình đã rửa mũ hết rồi, bây giờ mình cho vào cái thau đường này mình ướp 15 phút rồi mình bắt đầu mình chiên nha các bạn. Mình vớt ra mình để cho nó ráo rồi mình chiên. Chuối mình ngâm nãy giờ vậy là được rồi, giờ mình vớt ra mình để vô rổ cho nó ráo nước nha các bạn. Cho nó ráo nước rồi bắt đầu mình chiên.
Rồi mình đã vớt ra như vậy, mình để cho nó ráo nước xong rồi bắt đầu mình chiên nha các bạn. Giờ chuối nó đã ráo rồi, mình cho chảo lên, mình cho dầu vô, mình chiên chuối nha các bạn. Dầu nóng như vậy là được rồi các bạn, mình bỏ miếng chuối vô mình thử như vậy là được rồi. Bây giờ mình cho chuối vào. Chín rồi tự nó bung ra các bạn, nó không có, mình khỏi sợ nó bị dính. Chiên chuối thì mình thấy chuối nó hết sôi lên là mình biết chuối nó đã vàng rồi các bạn. Nó còn ướt là nó sôi quá trời sôi luôn. Mình trở như có trở, mình trở nhẹ nhẹ thôi các bạn. Để nó bị gãy hết. Cái này mình chiên nhiều lần, ít ít về cho nó ngon, để mình để vô một lần nhiều quá nó chín không đều nữa các bạn. Chiên nó vàng vậy là được rồi các bạn. Cái nào vàng mình gấp ra trước nha các bạn, để nó bị khét. Cái này là vàng. Cái chuối này nãy mình ướp á, mình có chuẩn bị gừng, giờ cái một là nãy mình quên đâm giả nhiều gừng lấy nước vô rồi các bạn. Mình thích ăn gừng thì mình cho gừng, còn không thích thì cũng không sao nha các bạn. Chuối này mình như mình chiên đường vậy đó, chứ ngào đường thì mình một lát mình chiên xong mình mới trộn đường, còn này mình ướp đường trước rồi mình chiên. Chuối của mình chiên xong rồi nè các bạn, mình bỏ ra cái rổ để cho nó rõ dầu. Rồi giờ mình tắt bếp luôn nha các bạn. Rồi chuối của mình đã chiên xong rồi các bạn, chiên đường xong rồi, mình rất là giòn luôn nha các bạn. Chuối này thì mình chiên giòn á, bẻ ra thử nha, rồi rớt rớt luôn nha các bạn. Rồi món chuối chiên đường của mình đã xong rồi. Mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.